Xin chào các bạn, mình là Kim Việt. Thì nếu như các bạn mà đã xem video của mình từ thời ngày xưa thì các bạn biết là mình và Hiếu là những người bạn đã chơi chung với nhau được khoảng hơn 10 năm nay rồi. Từ cái thời mà YouTube Gaming Việt Nam nó mới được hình thành. Và thời điểm đó thì bọn mình đều là những học sinh sinh viên, chủ yếu là đi làm YouTube vì đam mê. Thì trong khoảng thời gian mà bọn mình chơi chung với nhau thì bọn mình đã có khá là nhiều kỷ niệm vui với nhau cùng với những người bạn khác. Thậm chí là bọn mình đã từng gặp nhau ở ngoài đời và đi ăn cùng với nhau. Thế nên hôm nay là mình sẽ nhân dịp đặc biệt là sinh nhật của Hiếu Béo, mình sẽ làm một cái video để tổng hợp những cái khoảnh khắc hài hước có sự góp mặt của mình và Hiếu Béo và những người bạn khác trong vòng hơn 10 năm qua nhé. Quên, xin chào các bạn, xin mời các bạn đến với hội mẹ khám mượn. Hôm nay mới thu thập được thêm ba thằng đệ, một thằng Thạch Xanh, một thằng thằng gì mà đấy nhậu đi. Chị em. Mình là Hiếu Béo. Ở đây. Mình là OT. Là Kem Diệp. Mấy thằng này nó cũng khám mượn không kém đâu mà các bạn có thể check channel của nó ở trong channel của mình. Tao mát không có ba áo nhở? Từ từ. Ôi, có gì đâu ấy. Đâu. Đâu. Đi bẹt có gì đằng sau kìa, chạy. Chạy đi. Ta sẽ lòng âm chơi kìa. Cái này em ổn. Ê, mày chết rồi. Đi nhanh. Đi lại. Ui, đi bẹt sắp con hai thằng này. Anh chết rồi. Rồi, vào nhanh lên, thằng kia vào đi. Rồi, ôi, chạy nhanh lên. Mẹ. Trông kìa. Ok. Ui. Xét khả cái nhận xét khái quát của mình về cái trò này, về đầu tiên là cái đồ họa là nó xấu vãi đáy. Cái này cái gì? Là cái thùng sấy đồ. Cái đó mày. Bập. Ấy sao được có 5 cái đất rồi. Style sao nhìn khác ấy. Ui mẹ nút à. Nhìn và hiện giờ Hiếu Béo đang chơi con gái, mình đang chơi con trai, bởi vì hiện giờ không có ai để sinh tồn cả. Thế này là cần phải có con trai và con gái để sinh tồn. Đúng rồi, nó như kiểu Chúa Giêsu ngày xưa đẻ ra hai nhân lực nhỉ, Adam với cả Eva đúng không? Phải cần một người con gái và người con trai. Thế mình là một cái xương sườn của lực bên Việt. Anh nhớ là đâu không phải đâu ui ngon vãi. Không phải cái gì ấy. Cái gì ấy? Okay, chết con mẹ mày á. Nhìn chú ối. Ngu chết. Ngu hoài. Ôi chạy. Chạy. Chó. Tao đéo quay đằng sau được. Đéo quay đằng sau, ôi vãi lộn. Vãi. Lực ơi. Nhìn tôi ấy. Mẹ sao mày shop nữ không ạ? Vãi. Ui nhìn này, nhìn. Vãi. Thì đã ba cái đồ tạp với nhau bựa vãi. Áo gì? Áo hay áo gì ấy? Đúng là
đúng là con người thời ngày nay. Ôi. Cái gì mặc vai đúng rồi, đúng rồi, cái thời này tôi nghĩ là cái thời này không ạ, mặc cái gì cũng chả ai quan tâm. So love a hero wannabe. Vãi. Vãi cả sờ. Let's see if he stands up to the test. Có lẽ bệnh quá. Bà này có vẻ như là hentai hơi nhiều đấy. Hentai. Mẫu hentai. Vãi cả keng bang. Chơi tập thể. Trông mình trẻ trâu ấy. Ôi. Giờ phải đối phó với cái mụ già điên tình như vậy. Mụ già hentai. Mụ già hentai. I'm really happy you keep showing up. À, con này thích cả ngày rồi. Ghê, nó thích mình chứ không phải thích lực. Tại sao mà không thích bỏ ra giúp nó mà sao nó không thích nó? Bởi vì anh là nhân vật chính. Đó, cuối cùng anh đấy. Cuối cùng trong cái thời kỳ này anh cũng có gấu. Mà giết gấu luôn. Đừng giết gấu. Mày làm gì nó trong đấy đấy. Nó kêu á á kinh quá. Chém nó chứ sao. Đó quân Việt Nam đi chung đoàn cứu quốc. Bước trên đồn băng trên đường phải xa. Cờ mau chiến thắng vang hồ nước. Súng cây xa trên. Mày cũng muốn chết không thằng kia? Hả? Tại sao mày ở đây? Có phải mày tên là Lực không? Mày tên là Lực đúng không? Mục đích của mày đến trái đất là gì? Mày có biết không? Khó vãi, biết thế kiếm mẹ. Ôi nhưng mà ông ấy đoạn này có công an. Bỏ mẹ rồi. Nó cũng dừng lại kìa. Đèo. À. Thằng chó. What the fuck. Mẹ. Thằng ấy đi hả? Mẹ dám đâm tao láo quá. Đèo ơi, chặn nó ở đây thôi. Mày ơi, thằng ôn đấy. Bắn nó. Bắn nó. Nhanh là bắn chết tôi. Em đi, chạy. Ôi. Mà, nhiệm vụ hy sinh như thật mẹ. Chạy đi. Đây rồi. Vị trí chiến thắng của anh đây rồi. Đấy rồi. Ê, thằng nào đẩy tao? Chơi bẩn vãi. Vãi. Nào ấy, chơi bẩn vãi. Thảo mất dạy vãi. Mất dạy vãi. Cái đờ mờ. Ui trời ơi. Đâu chứ. Thằng Lực nhá. Lực dám đâm tao. Anh nó trở lại. Back to the road. Ủa, phải tới rồi kìa. Thôi chạy. Quyết lại. No. Cái mày không có đủ tâm. Cái mày không đủ tâm. Không đủ. Lực ơi. Bạn thân ông này. Ra xem này. Lực. Rồi, ok. Đâu rồi. Xin chào mọi người, đây là anh em xin chào mình. Anh em mình đây. Đây là mày. Ra. Người dị tặc. Biết được thằng này ở lòi ở đâu ra. Người anh em sinh đôi. Đó, nhìn là màu tóc. Tóc mình màu nâu nó. Tóc mình là màu sinh động của đau chứ. Má. Què chứ. Em còn bị què. Xin lỗi là anh này kiểu là rung trộn bé này chứ. Xin lỗi anh này lúc sinh ra anh bị bẩm sinh là tật nguyền rồi. Tật bẩm sinh. Em gì xuống với nhau đi. À, tất cả đi xuống vào lái xe để chơi đi nhanh hơn. Vãi. Đâu. Vãi lìn. What the fuck. Các anh bình tĩnh. Em có làm gì đâu. Má ghê. Ghê vãi. Wow. Đợi hàng kia. Ô thằng này ngu ấy. Mình né rồi mà. Nó cố nó lao vào mình nữa. Đời lắm thằng ngu thật. Đấy. Ui.
Dìu lưng. Ủa, cái gì? Không được rồi. Để thuyền này. Mẹ, bóp phải. Không nổ nhá. Làm lại. Phải. Nổ nhá. Từ từ, từ. Không được rồi, mắc cạn. Dính. Không, để từ tôi sao. Bóng thằng này, bóng thằng này trước đi. Là hết tính giờ, hết tính giờ. Đúng rồi. Bốn thằng vào mà, trời ơi. Rồi xong rồi bơi ra biển. Nhưng mà vẫn phải bơi xuống. Quay vào đi. Vào ghế ngồi em ơi. Một phút, nhanh Huy. Ô Huy, what the fuck. Huy, what the fuck are you doing? Thì mẹ. What the fuck. Ok. Lần này phải suôn sẻ hơn. Độ rưỡi cho chắc không. Cần đã đâm mẹ vào ông lực chết. Yeah. 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 Ủa đỉnh đầu có sai không ta? Con chừng ra mãi. Hết rồi. Hết rồi. Tự nhiên nó về hai thùng xăng nó làm một phát. Huy Huy được em gì Huy? Huy ai? Come on, come on, Hiếu, come on. Rơi. Cái ba thằng này bắn. Đừng có hỏi. Rơi. Ủa, hết chưa, hết chưa, hết chưa, hết chưa. Hết từ từ bà rồi. Kìa rơi kìa. Chưa. Ui, ấy, ấy, ấy. Ôi, 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 what the fuck? What the fuck? Cái đầu của thùng xăng ông đứng một canh này góc đời. Không ạ. À. Rồi. Cái này khó. Ở đầu của thùng xăng để kìa ông thấy. Lực được lắm. Anh sẽ nhớ chú đờ mờ. Come on. Chặn đường trước không ạ? I'm here. Rồi, anh sẽ gánh tim. Gánh tim vừa nói xong. Bao giờ mới thắng? Mẹ cả cái xe rơi vào đầu. Nóc lần nữa chạy con nè. Cái tim. Cái tim hết xót ô tô vào đầu. Bye bye. Lực này chết chưa? Hà đâu? Hà đâu? Săn vịt. Vì đâu? Chờ cơ. Ôi, cái này Tourette phải kiếm chỗ nào khác chứ đổi chỗ nào không được mà. Ừ, không. Không nè. Có cái gì vậy? Anh kìa, đừng chém tôi đâu, đừng chém tôi. Đang đọc đồ đấy, sao đi. Giờ mới đi làm về, mới xem ông được, chúc ông stream vui vẻ. Cảm ơn Tuấn nha, cảm ơn ông nhiều. Thoải mái không ơi, cứ rảnh lừa vào xem thôi. Qua đọc comment chém anh em mấy phát, khổ vãi. Nhiều dữ vậy ta. Đủ má, sorry anh em, sorry anh em. Tay nhanh hơn não đi, con mẹ. A few moments later. Ở đây. Lại đi, okay. Sorry anh em lần nữa. Sorry lần nữa. Má, cứ quen tay chém cửa đi. Thôi. Ok. Đi nhà đi, đi tiếp, đi tiếp. Ok, tôi chỉ chỗ này blue, lại đây. Đây, gần đây, gần đây. Đây. Cái gì vậy? Chưa kịp chỉ. Gõ nhầm chết. Chưa kịp chỉ mà, gần đó. Ok đi. Để tôi chết. Tôi sống là tôi sống thì mọi người được không? Đông quá. Tôi lực dụ họ. Tao đây. À. Ôi chết rồi. Khó quá. Từ. Ngủ bình tĩnh. Đi chết thằng này đi xong mới được. À hồ nữa. Bên trái tôi trái có. Má gặp thằng Spider-Man nữa. Chọc cái mâm ấy, ông cứ đến ông vào trong cái bàn. À đây. Ấy, đầu bếp thật. Nhìn đầu bếp mà. Thế chứ. Chắc chả như tôi nướng cái gì đó.
Ui mẹ ông nướng mẹ là cái đầu của cái thằng nào đây? Nướng mẹ. Ôi, nướng cái đầu đây này. Thôi, cái này cho ai ăn để cho bổ não đi. Được, nhưng mà trước khi đi các anh bảo vệ em đi đé được không? Được. Đi đé, đi đé. Bảo vệ lung cho tôi đi. Đi luôn đi. Rồi có gì ông bảo vệ luôn cho tôi đi. Đi, tôi vừa đi xong rồi. Đắt đi hiểu. Canh cho các anh em đi đài. Ông bảo em mở lên thì nó có cái hình gì đó giống như là cái cái sếp á. Bảo em mở lên. Nó giống như là cái cách xét á. Cái cách xét. Không biết nói đâu. Cái cách xét á. Đúng, cái cassette với lại cái cassette là nó khác nhau hay không? Nhưng mà hai cái đó là đây tôi thấy cái cassette rồi. Ê, ông đứng góc đó là có chân. Chết. Đi, cú bắt cú đi, chết sợ đi. Thấy, thấy hiểu rồi. Lội vô. Lội xong rồi té hết. Mẹ. Đi xuống. Là đi xuống cái khu dưới anh em. Đi xuống rồi. Giờ là phải leo xuống hay gì á. Thôi xuống. Đi xuống rồi. Từ các hai, từ các hai. Cái bên nó có cái nút á, cái bên nó có cái thì cái nút. Đây tôi ẩn cho. Được chưa? Chứ ra được mẹ. Rồi ok. Mày chú ý đây là cái bất cơ á. Nhưng mà có cái rồi. Đây từ nha, ông cầm đi. Ông cầm cái để cho Hiều cầm cái breaker. Từ ra. Ủa vậy? Sao vậy? Tôi không biết ông tạo thấy là đang ở dưới đất nhưng mà chiều trường đúng đẹp cũng thấy dài lắm đình nhớ chưa đây record đây. Ok tới đây hiểu rồi, chuẩn bị tải tiền đi về hiểu hả. I'm hoping this server will provide us with everything we want to know. What did? Ôi, đi vào đâu? Ôi, sao hỏng rồi? Sao vậy? Lỗi tôi. Tôi giật lỗi mẹ xuống. Quất luôn đây. Quất luôn đây. Tới đây rồi. Ngáo thế nhở? Mai kia. Từ. Mở đi. Rồi. Đâu. Tiền đâu rồi? Đừng. Đó. Cứ mà ngàn mà hấp tấp vậy thì chi chết lắm rồi. Bấm active Z đi, Ủa, còn phải bấm nữa à? Okay. Xong rồi lấy cái thẻ. Đây cái camera kia nó chờ nó đang nó chặn. Ui ok thank you phải. Tôi tháo phát chịu với gì không? Ok rồi. Tôi ra rồi. Rồi. Rồi sao?
cứ đi thẳng vào à? Đâu, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Từ từ nó sẽ mở cửa, từ từ nó sẽ mở cửa, từ từ. Ủa, ôi, sao nó đi thẻ chưa? Chưa thấy. Ủa, mày không lấy thẻ chưa? Lấy rồi mà. À, nó bảo là show in, invitation chứ bao show. Còn cái máy tính đủ đẹp. Ừ. Tôi lấy rồi mà. Ủa, tôi bấm vào cái máy tính rồi mà ta. Cái bên nó có cái thẻ đâu không, tôi đang nhìn camera của cái máy tính này, cái bên nó vẫn còn cái thẻ không ơi, đâu không mẹ. Rồi, một cái đang chĩa lên đúng không? À, tiếp tục luyện tay đi. Ok rồi 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 rồi. Nhìn rồi, em lấy rồi ngay, em lấy rồi, em lấy rồi. Em lấy rồi, em lấy rồi. Với em xuống nhá. Phải chắc cái máy. Xuống đi, xuống đi. Xuống 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 xuống. Cái máy từ từ, à Dino? Từ nó sẽ mở cửa, nó sẽ mở cửa. Ông đứng gần cái thằng đó, nó có nói gì không? Không, đứng gần đây hiểu, đứng ngay đứng trước mặt nó luôn. Nó sẽ không, mở cửa. Không thấy gì. Không. Để mẹ nó không nói gì luôn hả? Ừ. Còn thiếu sót gì không ta? Kỳ vậy. Lấy thẻ rồi nhá. Lấy thẻ rồi mà vẫn giờ chỉ có đúng một khả năng xảy ra là game lỗi. Lấy thẻ rồi mà nó không báo. A few moments later. Máy tính này, nhớ lấy cái thẻ nha. Ừ. Đây trong ngoài. Chắc là ra ngoài phù hộ cho anh em qua màn được. Hai Zio đang trên thiên đường đúng không? Rồi. Rồi, lấy thẻ ơi, lấy rồi. Lấy. Ngon thế nhờ, xịt ngon. Ông nói chứ có khi do ngài hả? Đây nó mở cửa rồi nè, nó mở cửa VIP nha anh em, đi xuống. Này Ezio thoát phát shit đẹp vậy này. À ơi, vô lại đi, mày mọi chuyện ở đâu rất là em xui. Ừ. À nhỏ. Phải xui nha, thấy không? Phải cửa mở sẵn luôn. The next day. Rồi, bếp. Sau đấy là tôi sẽ ra gặp mấy thằng kia đưa thẻ cho nó nha. Đúng rồi. Hy vọng không anh em xếp hàng ngay chỗ phòng VIP nha. Ok. Rồi tôi lấy thẻ rồi, vẫn không nhận gì thôi. Cái gì? Lấy thẻ rồi chứ cái thằng Bowser nó vẫn không nhận. Bốn người lại còn nữa. Đúng không? Từ từ coi coi. Bowser lại lỗi nữa gì vậy? sao cứ làm cái quán ba này lại lỗi. Ừ. Quá vô nó bị gì á, nó sừng sừng cái gì á, đổ thừa nữa. Lại đéo được. Quay lên Hà, nhưng mà tôi nghĩ là Hà nên ở đây không ạ? Thôi Hà di chuyển quá nhiều. Ừ thôi không ạ. Nãy từ Singapore về Đức, từ Đức về Hà Lan, Hà Lan về Thái Lan, Thái Lan về Campuchia, Campuchia về Việt Nam. Tí cho ban mẹ luôn. Ôi đi mẹ thoát rồi. Thoát rồi. Ôi sao, tôi sao. Ôi shit. Lực đúng lúc lực vào, lúc mẹ cay hết rồi. Hà vô thì lực vào, đéo hiểu luôn. Đéo hiểu ngày hôm nay bị gì. À. Lực vào thì... Thằng vào thằng ta. Hay là chơi cái đoạn mà mở cửa đi. Mở cửa phòng rồi Hà vô. Ờ đúng rồi, chơi okay qua đoạn đấy. Ok, xong Hà vào sau. Ờ, ít nhất rồi mà chờ cho mở cái cửa cho ổng vô mà cửa đóng nữa. Ừ, sợ quá. Đấu đối được. Nha. Ờ, chỗ này dễ. Ừ, may. Đấy, mẹ bố Hà thoát mắt xin đẹp vãi lìn. Thề đi mẹ. Lấy cái thẻ á. Sao? Rồi, ra chỗ không bao giờ. Này, đưa cái chuẩn bị này. VIP pass. Thank you. Good. À, thấy chưa? Cửa mở. Ừ, cửa mở chào đón mà ba anh em bị nguyền rủa. Có ta xong đóng cửa kín luôn. A few moments later. Ôi ôi, sống lại đây. Trời, khai đi, ông vừa rút dây mạng nhà tôi đúng không? Má tôi mới chia sẻ mạng cho ông bây giờ nói vậy. Chắc vô. Mạng sao đi, con chờ ông ấy.
Ê, thấy hơn không? Vừa mở cửa được là ổng vô à. Tôi không nói là kiểu anh chơi khúc đó lại công hà vô rồi cửa đóng lại.